Theo số liệu báo cáo của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, ngày 7 tháng 10, Sóc Trăng ghi nhận 89 ca mắc mới COVID-19. Cụ thể, Trần Đề và Thạnh Trị mỗi địa phương 25 ca, Mỹ Xuyên 13 ca, Cù Lôi Dung 9 ca, Mỹ Tú 7 ca, Thị xã Nga Nam 4 ca, Thị xã Vĩnh Châu 3 ca, Kế sách Long Phú và thành phố Sóc Trăng mỗi địa phương 1 ca. Trong số 89 ca mắc mới trong ngày 7 tháng 10, có 6 trường hợp lẻ 1 và 58 trường hợp về từ vùng dịch ngoài tỉnh đã được quản lý trước đó. 22 trường hợp phát hiện qua sàn lọc cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh liên quan đến công ty thủy sản oxy, 3 trường hợp trong khu vực phong tỏa. Như vậy, tính đến nay, Sóc trăng ghi nhận 1.771 ca mắc COVID-19, cụ thể ở các địa phương như sau. Thị xã Vĩnh Châu 516 ca, Mỹ Xuyên 331 ca, Trần Đề 249 ca, Mỹ Tú 174 ca, Thành Trị 117 ca, Thị xã Ngã Năm 108 ca, Kế sách 87 ca, Long Phú 67 ca, Châu Thành 44 ca, Cù Lao Dung 44 ca và thành phố Sóc Trăng 34 ca. Số bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện trong ngày là 73 trường hợp. Số bệnh nhân COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng đã điều trị khỏi đến thời điểm hiện tại là 999. Trong ngày 7 tháng 10 không có bệnh nhân tử vong do COVID-19. Hiện tại số bệnh nhân tử vong do COVID-19 trong toàn tỉnh Sóc Trăng là 22 trường hợp. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tình hình diễn tiến dịch bệnh COVID-19 ở các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi ở các bản tin tiếp theo. Theo số liệu từ Bộ Y tế cho biết, ngày 7 tháng 10, Việt Nam ghi nhận 4.150 ca mắc COVID-19, giảm hơn 200 ca so với ngày 6 tháng 10. Trong ngày 7 tháng 10, có thêm 1.402 ca được điều trị khỏi. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca mắc cao như thành phố Hồ Chí Minh 1.730 ca, Bình Dương 840 ca, Đồng Nai 589 ca, An Giang 186 ca, Tây Ninh 84 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh giảm 230 ca, Trà Vinh giảm 31 ca, Bình Thuận giảm 28 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Đồng Nai 55 ca, Tây Ninh 43 ca, Hậu Giang 30 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 5.147 ca trên một ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 826.837 ca nhiễm, đứng thứ 43 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình điều trị, số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày 7 tháng 10 là 1.402, Tổng số đã được điều trị khỏi đến nay trong cả nước là 758.488. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.223 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.